Lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị, các bạn và các em có một buổi tối thứ năm ở phòng trà của ông vui vẻ, ấm áp, được trà nhiều thường. Xin chân thành cảm ơn. Xin gửi tặng các anh chị, các bạn ca khúc Nhật ký hai đứa mình. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Qua một